Shizuka đã mắc kẹt ở xứ sở nghìn lẻ một đêm. Phải mau giải cứu Shizuka. Đón xem Nobita ở xứ sở nghìn lẻ một đêm phát sóng lúc 20:30 thứ sáu ngày 21 tháng 6 và phát lại vào 20:30 thứ bảy chủ nhật tuần tiếp theo trên kênh HTV3.